Ocarina. Những trận đấu gay cấn của tuần 2 vòng bảng Yomot Gamel Summer 2022 vào lúc 17 giờ ngày 26, 27, 28 tháng 8 trên tất cả kênh sóng của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với màn phỏng vấn sau ván thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Và bên cạnh Minh Anh lúc này chính là một gương mặt rất quen thuộc trong cộng đồng Free Fire của chúng ta, đúng không ạ? Đó chính là tuyển thủ The Ghost. Hãy cùng với Minh Anh trò chuyện với bạn ấy một chút nhé. Chắc hẳn là các bạn khán giả cũng giống như là Minh Anh đúng không ạ? Rất là mong chờ đến với phần thể hiện của Ba Nghiên Minh từ đầu ngày đến giờ. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã được chứng kiến phần thể hiện của Ba Nghiên Minh rồi. Thì không biết là với Ba Nghiên Minh thì sao? Không biết là lần đầu tiên tham gia một giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc gia thì cảm xúc của bạn như thế nào? Cảm xúc của em khi lần đầu tham gia giải là em cảm thấy hơi ngợp, hơi run. Tại vì trên này khác với mọi thứ em nghĩ quá. Như thế nào? Tay mọi người to hơn hẳn ạ. Tay mọi người to hơn hẳn, rất dễ thương ạ. Và có vẻ như là vì do quá run và quá ngợp, thế cho nên là ở ván thi đấu cuối cùng cũng như là ván thi đấu thứ 7, Minh Anh thấy là bạn chưa bung được hết sức lực của mình. Thì không biết là điều gì đã cản bước Ma Gaming vậy? Dạ, chắc tại không khí ở đây hơi lạnh, với lại các đội tuyển gắt quá, em hơi run. Run thật sự, run không đùa, run chắc chắn. Okay. Được rồi, vậy thì để lần sau sẽ bảo ban tổ chức là bật điều hòa tăng nhiệt độ lên, không để cho Ma Gaming run như vậy nữa. Được rồi, và cuối cùng thì Ma Gaming có điều gì nhắn nhủ cũng như là thách đấu đến với các đội tuyển còn lại hay không? Hẹn các đội tuyển hôm sau, khi mà em hết rung thì chắc là không ai cản được em đâu. Ok, được rồi, những câu hỏi những câu trả lời rất là đáng yêu đúng không ạ? Rất cảm ơn chia sẻ đến từ The Ghost, Ma Gaming, và mong rằng là trong thời gian sắp tới thì tất cả các bạn fan hâm mộ có thể được chứng kiến những phần thể hiện của The Ghost nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn chia sẻ của bạn rất là nhiều. Và các bạn khán giả thân mến, các bạn đừng quên rằng chương trình cực kỳ hấp dẫn Sun Yomot Loot Skin đỉnh Free Fire cũng đã quay trở lại từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 với rất nhiều những phần quà hấp dẫn. Vì thế là hãy nhớ mua ngay sữa Yomot có dán nhãn Free Fire và làm theo hướng dẫn để có thể sở hữu vĩnh viễn siêu phẩm quà trang phục Thần Sư Tối Thượng, Học Viện Hoàng Tinh và Hổ Trùm Lắm Chiêu nhé. Còn bây giờ, trước khi nói lời chào tạm biệt, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bàn của bình luận viên. Giải đấu Yomot Gamel Summer 2022 tuần thi đấu thứ 2 vào lúc 17 giờ ngày 26, 27, 28 tháng 8 năm 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.